Đúng 18 giờ theo giờ địa phương, đội tuyển Việt Nam đã xuất hiện tại sân tập nằm ngay cạnh đường cao tốc Muscat. Đây là buổi tập thứ 2 của đội tại Oman. Và trái với buổi tập đầu tiên diễn ra với không khí trầm lắng, thì buổi tập thứ 2 đã diễn ra với không khí tốt hơn rất nhiều. Có lẽ phần nào đó bởi khí hậu dễ chịu khi trời sẩm tối, mặt sân đẹp và hệ thống ánh sáng đáp ứng yêu cầu tập luyện. Trong buổi tập này, đội diện bộ trang phục màu tím. Đến ngày hôm nay, tâm lý các cầu thủ phần nào đó được cải thiện. Quý Ngọc Hải đã không phải tập riêng với bác sĩ Choi và thầy Park cũng cẩn thận hơn, trang bị cho mình đôi tất đỏ kéo cao đến tận đầu gối để đối phó với côn trùng. Ở buổi tập này, Hồ Tấn Tài đã có những chia sẻ thẳng thắn và hy vọng người hâm mộ bóng đá trên cả nước sẽ ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Thực ra trải qua từng trận đấu thì toàn đội đều cố gắng hết tất cả sức mạnh và sức lực của toàn đội để muốn được có những cái thành quả tốt nhất. Nhưng mà cũng mong là mọi người ở nhà cũng như mọi fan mình thì đội tuyển thì phải luôn động viên và có cái tinh thần tốt nhất để ủng hộ đội tuyển. Mặc dù mọi người biết là vào trong này rất là khó khăn, nhưng mà luôn ủng hộ tụi em để tụi em có những cái tinh thần cao nhất và để cố gắng từng trận có điểm dành cho người hâm mộ. Anh em cùng nói chuyện với nhau, bàn luận với nhau thì mọi khó khăn đều đến với tụi em trong cái vòng cuối cùng này. Tất cả các đội đều mạnh thì anh em đều chỉ động viên nhau là thoải mái nhất và cái tâm lý vững chắc nhất và tự tin nhất để tiếp tục những trận đấu tới cho có một cái gì đó là tốt. Trong buổi tập thứ hai này, các phóng viên cũng chỉ được tác nghiệp 30 phút và đó cũng là thời gian chủ yếu các cầu thủ tập khởi động. Khi đội bước vào giai đoạn tập chiến thuật thì anh em phóng viên phải ngay lập tức rút đi. Dự kiến ngày mai 11 tháng 10 vào lúc 11 giờ 30 sáng theo giờ địa phương, tức là 14 giờ 30 chiều theo giờ Việt Nam, sẽ diễn ra họp báo tại khách sạn JW Marriott ngay sát vị trí khách sạn của đội tuyển Việt Nam. Buổi tập cuối cùng và cũng sẽ là buổi tập làm quen sân Sultan Qaboos sẽ diễn ra vào buổi chiều tối cùng ngày. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.